Hi, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ đi downtown mình chơi nhé, chiến đấu tự do. Phòng này là một những cái map nhiều chỗ cam nhất. Đứng mấy gặp mấy ông mà thánh cam ngồi chỗ rồi thôi rồi. Gặp cái tộc của mình nữa, ngồi yên chỗ không được. Nay mình sẽ thử vô đây mình chơi. Với cái khẩu súng mà cái khẩu này DSR1 này nó zoom rất nhanh nhé, mặc dù đang lắp cái nhắm thường nhưng mà khi nó zoom cũng rất là nhanh. Nó nè, lắp cái nhắm thường luôn nè. Thôi hết, đâu rồi bạn, đâu rồi? Nó delay rất là chậm. Đặt máy nhắm mày đi, nhắm cho nó gần gần tí. Wow, thấy không? Nhiều chỗ cam lắm. Chút mình lên được rồi, mình lên được cái nóc nhà mình chơi. Wow, thấy không? Đã cam được một chỗ rồi, cam ghê lắm. Không mà hết. Mình không biết nên cam ở vị trí nào luôn, cho cam tụi nó đi. Khẩu này nhìn nó nặng nề á, nhưng mà anh ấy so cool. Ngầu. Nhìn hai cái chân trống của nó cả, lắc qua lắc lại. Nó bự hơn Barret. Sao nấp ở đây không an toàn, nó nhiều đường á. Cái đầu nhanh nhóc bể đầu. Lắp cái nhắm nào cho nó phù hợp. Ý, không bay vào nó được. Chạy đi, coi trên đây có ai không. Có chứ. Ôi, cái gì á? Titan. Titan. Bắn chọn cái nghe ơ chọn cái rồi, không chịu chết. Coi có thằng quỷ nó có cam đây không? Cho nó một viên. Wow. Cam đây luôn. Dám đút cái đầu ra là chết. Ơi ơi, chuyện gì đấy, không dính à? Có thằng trên nóc nhà trên kia nữa, mình phải giết được cái thằng này. Nó chết chưa ta? Tại mình vừa chơi mình vừa nghe nhạc cho nên nó, mình cũng nói lên nhiều rồi cho nên nó sẽ, mình không có nghe được rõ đâu. Sợ nó. Nguy hiểm quá. Khu vực này đông. Ý. Nhắm ai đó vậy? Con người đấy, đấy đấy có tiếng. Vô ở đâu vậy? Chạy bơm lên à. Đợi delay chơi luôn. Số này delay chậm. Xin dép luôn đi.
không ai đi đây hết à. Mình có cái trái cờ lây hỗ trợ mình rồi. Giật thế. Đâu rồi? Hơi. Chết đi. Hơi không chết luôn hả? Chậm thế. Titan. Titan. Chạy đâu lên hay thế. Cái bắn cái này phải bình tĩnh. Đứa nào rút cái đầu ra. Tiếng đứa nào la thất thanh thế. Ôi thôi nó cái nãy delay chậm mà khá là ngon. Nói nếu là súng unlock không thì nó mình nghĩ khá là ngon. Chạy rồi. Dĩa bạn gì á hả? Mẹ tôi hả? Tôi nói rồi đừng có me tôi. Nó ra nè. Cam đây luôn. Phòng đông đúc rồi đó. Tao tao này cũng không có nhiều người chơi lắm. Tại nó cam dữ quá nên cũng không ai muốn chơi nữa. Coi được không? Tiếc quá, mất hàng rồi. Ý gì không mất hàng thôi quá. Ồ, wow. Thấy mình chắc đi rồi đó. Trời ơi, mạng kìa. Ôi đám mạng giật kìa. Thêm máy nó giật theo nữa. Hay chắc mình giết nó. Trời ơi, vậy mà đứng hạng gì được, hay thiệt. Lên nè. Lục đứa cha. Bạn ơi. Lục nữa. Chơi bình thường đi. Tao gấp gì được rồi. Giật quá. Cam tiếp. Mẹ nó bắn mình chỗ nào đó. Ôi. Cái này không tâm nó tệ quá. Giờ phải bình tĩnh. Nó thấy gần là không có chơi không tâm nữa. Cái tập của mình nó cứ không tâm. Trời ơi, núp ở đó rồi hả? Tôi sẽ top 3 rồi. Trời ơi, nó giật quá. Có ai trên đây không vậy? Ui, xem đi. Trời ơi, cay thế. Chắc cái này do mẹ rồi.
Tại trời mình đang mưa. Nào. Thua. Trời ơi. Nhìn ai đó vậy? Chết đi. Trời ơi, tiếc quá. Thôi kệ, có cái bản mặt cái chỉnh được rồi. Chọc cái giật. Hôm nay thì tại cái máy mình không biết sao nó giật giật, nó chắc do mạng. Chút mình ra mình kiểm tra lại mạng. FPS nó nhảy liên tục luôn. Nói chung là khẩu này là một cái khẩu súng unlock khá là ngon luôn á. Nhưng mà thích hợp cho mấy cái ông nào mà ngồi chỗ thì hơn. Delay quá chậm. Đi tăng thì không bao giờ được với cây này luôn. Gặp cái tập của mình là hay đi nhông nhông nữa. Hay cho các bạn coi em nó luôn. Chọc vô trong phòng rồi nó còn giật chưa nữa. Thôi cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe channel của mình nếu như mình các bạn thấy có thích thích video này nhé. Thôi cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.